Đây là toàn bộ đường đi của cơn bão số 1 của năm 2013, có tên quốc tế là Sonamu. Bão đã hình thành và đi vào Biển Đông, đe dọa khu vực quần đảo Trường Sa với gió giật cấp 12. Rất may là không có thiệt hại nào đáng kể. Không có những thắt nút hay đi lòng vòng như các cơn bão trong năm 2012, nhưng chính tốc độ và thời gian xuất hiện đã tạo nên điều đặc biệt cho cơn bão đầu tiên trong mùa mưa bão năm nay. Vì vào tháng riêng mà có bão là rất hiếm gặp, hầu như là khoảng 20-30 năm nay chúng ta thấy là chưa gặp, cái này là cũng là một cái dạng hết hiếm. Nhưng còn áp thấp nhiệt đới vào tháng 2 ấy, thì tháng 2 năm ngoái chúng ta cũng có một cái áp thấp nhiệt đới và tháng 2 năm nay cũng có một áp thấp nhiệt đới, cũng đều hoạt động trên cái vùng biển phía nam của Biển Đông. Thì cái việc này chúng tôi thấy gần đây, những cái năm gần đây là có nhiều cái áp thấp nhiệt đới ở cái phần phía nam này. Các chuyên gia cũng nhận định những năm gần đây, các cơn bão cũng có xu hướng đến sớm hơn ở ngay đầu năm và kết thúc muộn hơn. Ngoài ra, tần số các cơn bão tấn công vào khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ đang tăng dần lên và thường diễn ra vào nửa đầu và cuối của mùa mưa bão. Hiện tượng biến đổi khí hậu ngày một gia tăng và làm phức tạp dị thường diễn biến của các yếu tố về thời tiết. Năm nay thì lại là tháng riêng có một cơn bão hoạt động ở phía nam Biển Đông này, tháng 2 có một áp thấp nhiệt đới ở phía nam Biển Đông. Tất cả những cái đấy cho chúng ta thấy là dường như là các cái quy luật về bão nó cũng thay đổi đi rồi và chúng ta không thể sử dụng những cái quy luật đã có trước đây nữa mà bây giờ phải có những cái thay đổi và phải theo dõi chặt chẽ các cái diễn biến của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới thôi. Năm 2012 đã qua với 10 cơn bão ảnh hưởng đến thời tiết nước ta và cũng được cho là năm có nhiều cơn bão kỳ dị. Thiệt hại cũng không hề nhỏ với khoảng 7.000 tỷ đồng, gần bằng số tiền chi cho công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội năm 2012. Và bài toán dự báo bão trên khu vực Biển Đông vẫn luôn là một thách thức lớn đối với giới chuyên môn.